Gia đình ông Lương Văn Cường ở bản Sằng, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, một bản nằm cách xa trung tâm thị trấn. Cũng như nhiều người dân ở đây, gia đình ông dành trọn thời gian trong ngày để làm việc trên nương, trên rẫy. Do đó, việc nắm bắt các thông tin thời sự xã hội hàng ngày gặp những hạn chế nhất định. Tuy vậy, thời gian gần đây, có một điểm mới với gia đình ông và bà con bản Sằng là loa phát thanh của bản liên tục tăng cường tần suất đọc tin bài, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, ban cán sự bản cũng tổ chức họp dân vào buổi tối khi bà con đã trở về từ nương rẫy để trực tiếp hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của cử tri trước ngày bầu cử. Do đó, bà con bản Sằng dẫu ở cách xa trung tâm nhưng nắm rất chắc và rất đỗi mong đợi đến ngày hội của toàn dân. Cấp ủy chi bộ đã tập trung là họp dân và phổ biến về cái vấn đề là quyền lợi nghĩa vụ của người dân, về cái vấn đề là bầu cử. Còn như thì nói chung là về cái truyền thống thì nó hiện đại hơn trước. Trước thì vùng sâu vùng xa thì phổ biến tuyên truyền nó không được tốt. Bây giờ thì loa truyền thanh thì nói chung là ở mô cũng nghe, đi làm thì nói chung là cũng nắm bắt được là cái tình hình công tác chuẩn bị cho vấn đề là bầu cử sắp tới. Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như loa truyền thanh, thì công tác tuyên truyền luật bầu cử cũng đã được xã Lục Dạ lồng ghép vào các cuộc họp đảng bộ, chi bộ, để mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, trở thành tuyên truyền viên vận động nhân dân hiểu rõ và tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Một điều đặc biệt ở các vùng đặc thù như bản làng vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số là các tổ chức hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã tổ chức hoạt động tuyên truyền miệng bằng ngôn ngữ của đồng bào. Điều này giúp bà con hiểu rõ, hiểu đúng, nắm bắt nhanh chóng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Song song với việc tuyên truyền thì đến thời điểm này, các xã cũng đang khẩn trương rà soát, lập danh sách cử tri phân bổ về các thôn bản. Địa bàn xã Lục Dạ là có 11 thôn bản, địa hình rất là khó khăn. Nhưng mà nhờ có cái cụm loa và làm tốt công tác tuyên truyền, cơ bản người dân đã nắm được các cái chủ trương của Đảng cũng như là các cái chương trình kế hoạch về công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 2021 sắp tới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị xã hội. Với đặc thù là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Con Cuông đã thường xuyên đổi mới về nội dung lẫn hình thức tuyên truyền, sao cho người dân dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Hàng chục mét vuông pano áp phích, hàng trăm cờ phướn được bố trí tập trung theo các trục lộ của thị trấn và khu hành chính huyện. Hàng chục lượt xe tuyên truyền về công tác bầu cử đã về đến các xã, giúp bà con nắm được thời gian, cách thức bầu cử, thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí dân chủ, khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân để lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Huyện Con Cuông cũng bám sát các văn bản chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Quan tâm và chú trọng đến chất lượng đại biểu với mục đích phải lựa chọn được những người đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Căn cứ luật bầu cử, đến nay huyện Con Cuông đã hoàn thành hiệp thương lần 2 và đang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú. Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tiếp tục là tăng cường cái việc phối hợp để tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trên hệ thống phát thanh truyền hình, trên các báo chí, rồi trên các cái trang fanpage của mặt trận cũng như là của các cái tổ chức chính trị xã hội để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền nhằm tuyên truyền vận động người dân hướng đến và tổ chức các cái cuộc phong trào thi đua để hướng đến cái ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay người dân Con Cuông đều hiểu rõ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tin tưởng rằng với việc thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện vùng cao này sẽ diễn ra tốt đẹp.